Hi, Xin chào tất cả các bạn, những ngữ hoa sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4 và trước khi vào mọi ngữ pháp mới chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. Hay, Rồi các bạn nhìn thấy đây là một trong cái môi trường công ty đúng không các bạn? Và người sếp như thế nào? Mình thấy cái người nhân viên công ty như thế nào đây các bạn? Đúng rồi, rất là buồn ha. Anh ấy là gì? Anh ấy rất là buồn vì sao ta? Vì sếp, vì giám đốc bắt nhân viên nghỉ việc đúng không các bạn thì hôm nay chúng ta sẽ có một học một cái mẫu có chút mới đó là thể sai kiến ha các bạn ha thì chúng ta sẽ có mẫu câu là sa cho sai ngốc ya me master sa cho sai ngốc ya me master là giám đốc bắt nhân viên nghỉ việc ha các bạn ha rồi để hiểu rõ hơn cái mẫu để hiểu rõ hơn cái thể sai kiến này thì chúng ta cùng nhau đi qua tìm hiểu về thể sai kiến ha các bạn ha Hay. Rồi, thể sai khiến tiếng Nhật của nó là gì các bạn? Đúng rồi, tiếng Nhật của nó là Shiekike Là thể sai khiến ha các bạn ha Rồi, ý nghĩa của thể sai khiến này là gì các bạn? Đúng rồi, cho phép về bắt về Ví dụ như hồi nãy mình có có ví dụ là Sa cho wa sai ngô và me Là giám đốc bắt nhân viên nghỉ việc ha các bạn ha Rồi, cái cách dùng của nó là gì các bạn? Động từ thể sai khiến biểu hiện là cho phép, cho làm gì hay mệnh lệnh, yêu cầu cưỡng chế bắt làm gì đó ha các bạn ha. Ví dụ như hồi nãy mình có câu là giám đốc bắt nhân viên nghỉ việc. Rồi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu qua cái cách chia của thể sai kiến ha các bạn ha đầu tiên chúng ta sẽ có nhóm một thì chúng như các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ chia từ thể từ điển jisoke sang thể sai kiến ha các bạn ha thì thể từ điển chúng ta sẽ có thành đuôi ư đúng không các bạn nhóm một thì nếu mà động từ đuôi ư thì chúng ta sẽ chuyển thành đuôi a và cộng thêm Seru được thì chúng ta sẽ có những cái câu ví dụ như là hana thì chúng ta sẽ chuyển thành Hanaseru được và yêu thì chúng ta sẽ chuyển thành yêu được và kaku thì chúng ta sẽ chuyển thành kakaseru i desu ka hay mo shiro te kudasai hanasu hanasaseru yu thì chúng ta sẽ có là iwa seru kaku thì chúng ta sẽ có là kakaseru i desu ka rồi các bạn đã hiểu cái cách chia của động từ nhóm một chưa nào rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi qua động từ nhóm hai các bạn ha rồi động từ nhóm hai thì rất là đơn giản từ ru thì chúng ta sẽ chuyển thành xa xe cộng thêm xa xe các bạn ha thì chúng ta sẽ có những câu là ta bê thì chúng ta sẽ có là ta bê xa xe mi rư thì chúng ta sẽ có thành mi xa xe ô xe thì chúng ta sẽ thành ô xí -si e xa xe hay, một lần nữa ta bê rư, ta bê xa xe rư mi rư, mi xa xe rư ô xe rư ô xí e xa xe hay không rồi, đồng thời chúng ta hãy đơn giản ha các bạn ha các bạn chỉ cần cộng cho xa xe rư vào hay thôi chúng ta cùng nhau đi qua cái nhóm cuối cùng là gồm có hai động từ là suru và kuru. Thì suru thì chúng ta sẽ chuyển thành sa suru, kuru thì chúng ta sẽ chuyển thành cô sa được thôi mình sẽ có những câu ví dụ như là indo suru thì chúng ta sẽ có thành indo sa suru. Hoặc là mote kuru thì chúng ta sẽ có thành mote ko sa được Thôi, rất là đơn giản ha các bạn ha. Thôi, chúng ta cùng nhau đi qua cái phần luyện tập kém mẫu À, cái thể sai khiến này hả các bạn ha rồi cô em sai rồi các bạn nhìn vào cái bức tranh này thì người mẹ đang bắt người con làm gì các bạn đúng rồi ha người mẹ đang bắt người con trai ăn rau đúng không các bạn thì chúng ta sẽ có mẫu câu là ừ, chúng ta ta bê ta bê ta bê master thì chúng ta sẽ chuyển thành thể sai khiến là ta bê sasemasta ta bê rồi thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào đúng rồi chúng ta sẽ có mẫu câu là 息子さんに野菜を食べさせました là gì? người mẹ bắt người con trai ăn rau đúng không các bạn? người mẹ bắt người con trai ăn rau. 息子さんに野菜を食べさせました Hãy một lần nữa đọc Hay, Hay rất là đơn giản ha các bạn ha. Hãy tiếp nhiên lên siêu các bạn nhìn thấy các bạn học sinh này người thầy đang bắt các bạn học sinh này làm gì các bạn? đúng rồi chạy đúng không các bạn thì mình có động từ chạy là gì đúng rồi chúng ta sẽ chia thang thể khả năng là hashi la setimas hashi la là bắt chạy đúng không các bạn hay thôi là đang cái động từ chạy thì chúng ta sẽ chia sáng thể sai khiến là hashi la setimas thôi chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào ta đúng rồi người thầy bắt là sao ừ, người thầy bắt học sinh chạy đúng không các bạn thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu là gakusei o hashi là City gakusei o là gì các bạn ừ, bắt học sinh đang chạy ha các bạn ha bắt học sinh đang chạy rồi thì các bạn đã hiểu rõ cái thể sai khiến này chưa nào rất là đơn giản ha các bạn ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và để củng cố cái thể sai khiến này thì mình có để cái liên bài tập ở phía dưới cho các bạn luyện tập và củng cố thêm để hiểu rõ hơn cái thể sai khiến này ha các bạn ha và nếu bạn nào làm được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm thích lũy và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của nhật ngữ hoa sen cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay mata kondo onegaishimas